nghệ sĩ Minh Nhí bị đồn qua đời, gia đình hoảng loạn, đồng nghiệp điện hỏi thăm. Đích thân nghệ sĩ Minh Nhí lên tiếng về những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Mặc dù Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ tài khoản kênh mạng xã hội có hành vi lan truyền những thông tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc ảnh hưởng trật tự xã hội, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố. Tuy nhiên, vấn nạn nghệ sĩ bị các tài khoản YouTube cố tình tung tin đồn qua đời, trù éo gặp tai nạn vẫn xuất hiện nhan nhản trên các diễn đàn, đánh trúng tâm lý tò mò, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trong làng giải trí. Các clip này vô tình được nhiều lượt xem và trở nên viral. Mới đây, nhiều bạn bè đồng nghiệp vô cùng hoang mang khi nhận tin diễn viên Minh Nhí qua đời. Chia sẻ với Soha, nam nghệ sĩ khẳng định sức khỏe bản thân vẫn hoàn toàn bình thường, không nhân nhượng trước những hành vi xuyên tạc sai sự thật. Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết sẽ yêu cầu các bên gỡ nội dung trên, nếu không hợp tác thì phía luật sư sẽ vào cuộc và làm việc trên phương diện pháp luật. Bản thân tôi khi muốn tìm hiểu thông tin, tôi thường xem các tờ báo uy tín hoặc đài truyền hình. Khi tôi muốn lên tiếng vấn đề gì hay câu chuyện gì thì phải chuẩn, phải đúng, vì mình còn làm thầy giáo nữa. Nói chung tôi rất thận trọng, không biết những bạn đã đăng tin tôi qua đời như vậy, các bạn được gì? Học trò của tôi nói là để câu view kiếm tiền, nhưng tôi nghĩ nếu để câu view kiếm tiền thì có nhiều cách lắm, làm người khác tổn thương là không nên. Như bạn tới đây gặp tôi, bạn cũng thấy tôi khỏe mạnh bình thường, tôi phải bỏ bớt công việc để sân khấu để tiếp bạn, Minh Nhí bộc bạch. Bên cạnh đó, Minh Nhí còn cho biết anh đang bị đăng tin bị trục xuất ở Mỹ, bị cấm diễn vĩnh viễn. Tôi mới về nước được một tháng mà đã nhận hai tin sốc. Trước khi một số kênh YouTube đăng tin tôi chết, họ còn đăng tin tôi bị vừa trục xuất ở Mỹ, bị cấm diễn vĩnh viễn. Bạn bè gọi điện thoại hỏi thăm muốn cháy máy, họ hỏi tôi làm gì mà bị trục xuất. Trời ơi, tôi vẫn đi diễn, vẫn làm ban giám khảo, vẫn nhận số bình thường. Tôi rất thận trọng, đi đâu cũng xin phép đàng hoàng, qua Mỹ cũng vậy. Tôi tôn trọng pháp luật của họ, dân của họ. Tôi không làm gì sai thì sao mà bị trục xuất? Tôi cũng chẳng làm gì sai mà cấm diễn vĩnh viễn. Tôi luôn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Nếu tôi mà bị cấm diễn vĩnh viễn thì báo đài họ đã đăng tin trần trần rồi, đâu có yên ắng như vậy. Lúc đó tôi cũng không quan tâm vì mấy tờ báo tào lao đó trên YouTube, nhưng sau đó họ cho tôi chết luôn. Minh Nhí cũng kiên quyết xử lý những trường hợp đưa tin sai lệch về bản thân. Anh chia sẻ đôi khi tôi cũng muốn kệ, nhưng nếu kệ hoài thì những YouTuber đó cứ kiếm tiền từ việc làm người khác tổn thương, đó là điều không nên. Cho nên tôi cần phải lên tiếng. Nếu sau khi tôi lên tiếng mà các kênh YouTube đó không gỡ bài đăng xuống, thì luật sư của tôi sẽ làm việc với họ. Tôi hy vọng là những YouTuber đó thật sự quan tâm tới tôi, chứ không phải bất chấp để kiếm tiền. Và khi tôi đã lên tiếng và tôi còn sống thì họ thấy sai và gỡ clip xuống. Còn nếu các bạn cố tình không gỡ thì tôi sẽ nhờ luật sư nói chuyện với các bạn, truy cho bằng được ai đăng clip đó. Nếu luật sư đã nói chuyện với các bạn mà các bạn còn ngoan cố thì pháp luật sẽ xử lý. Đây không phải lần đầu tiên sau việc vướng tin đồn bị đặt như đã qua đời, tình trạng nguy kịch. Trong tháng 3, Trấn Thành, Duy Khánh, Quách Tuấn Du, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung v.v. cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo đó, một số tài khoản muốn giật tích câu view nên đã chia sẻ các ghép các ảnh cũ đang nằm viện, thậm chí còn giả cả ảnh thờ của các nghệ sĩ để thu hút người xem. Trước đó, pháp luật cũng đã vào cuộc xử lý một số tài khoản đăng tải thông tin xuyên tạc Trấn Thành qua đời vì nhiễm COVID-19. Với ảnh chân dung của diễn viên hẻm cục khiến khán giả phẫn nộ, ngày 24 tháng 3, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã yêu cầu gỡ bỏ và thanh tra xử phạt người dân. Về phía mình, Trấn Thành bày tỏ sự bức xúc. Tôi không hiểu khi đăng một thông tin bị đặt nặng nề như vậy về một ai đó thì họ được cái gì.